Vâng, thực sự đẳng cấp, chất lượng là mãi mãi. Đó là một cặp loa phun đôi bát 40, hai bát neo và một tép kèn titan trên một thùng. Đẹp xuất sắc luôn. Đây là phân khúc cao cấp nhất của loa bãi xịn B3. Vâng, hàng loa bãi Đức rất là hay. Với cặp loa này các bác chơi mọi không gian, từ gia đình có những căn phòng rộng rộng một chút, tầm khoảng 40-50 m², hoặc các bác đánh những quán cà phê, nhà phòng trà, cà phê sân vườn, đi làm sự kiện, có nghĩa là tất cả các nhu cầu về hát karaoke và nghe nhạc. Em nhắc lại là phân khúc cao cấp nhất của loa B3. Và cực kỳ hiếm nhá, cặp này gần như là không có cặp thứ hai luôn. Rất đẹp. Được sở hữu cho mình một cái kích thước chiều cao là 1m07, tức là xấp xỉ 1m1. Chiều ngang là 50 và thùng thu cân về phía sau cũng là chiều sâu thu cân, là chiều sâu là 50. Lưới căng bảo vệ cực kỳ dày dặn, chắc chắn và đẹp. Logo B3. Đấy, lưới căng mắt cáo. Phía bên trong có một lớp nỉ chắn bụi rất là dày để bảo vệ cho loa lúc nào sạch sẽ. Thùng gỗ xịn và sơn sần bóng. Đấy, coi nhìn này, thùng gỗ xịn này. Rất là chắc chắn, đẹp. Hai cái đường này là để người ta thiết kế cho lắp vào các cái phòng bar, đấy, quán bar, vũ trường ở bên Tây ấy, bên châu Âu ấy. Thùng cực kỳ đẹp nhá. Thùng thu cân rất là đẹp. Đấy, các bác nhìn này, rất đẹp luôn. Phun đôi nhá. Phun đôi bát 40, sử dụng hai bát neo, hai bát từ neo và một tép kèn titan trên một thân thùng. Tép củ tép của nó là 170. Cái đường kính củ tép rất là lớn. Với công suất con này thì là 600W một quả. Trọng lượng 48kg một quả, độ nhạy 98dB. Đấy, rất đẹp. Loa đẳng cấp, chất âm cực kỳ hay luôn. Phân khúc cao cấp nhất, đây là model cao cấp nhất của loa B3. Hàng bãi. Đấy, rất đẹp luôn. Cặp này thì gần như là các bác nhìn, các bác tìm kiếm ở trên các kênh YouTube là không có bán. Rất là độc, hàng cực kỳ chất luôn. Bác nào muốn quan tâm đến nội thất ấy, thì kết nối Zalo với số 077226096. Em được gửi hình ảnh chi tiết nội thất của cặp loa này cực kỳ đẹp luôn. Bởi vì cặp loa này em đã mở nội thất, quay video cho các bác rất là kỹ càng và chi tiết rồi. Hôm nay em đã test vào chất âm, nó rất là nặng nên là không mở nội thất cho các bác. Nhưng mà bác nào quan tâm đến nội thất thì kết nối Zalo số 077226096. Em sẽ quay chi tiết cho các bác cặp loa này. Riêng cặp loa này em bao chất cho các bác, bao độc, hiếm, lạ và bao zin toàn phần cho các bác nhé. Từ bát, tép, phân tần, thùng vách đẹp. Đấy, kích thước chiều của cao của nó là 1m, xấp xỉ 1m1. Quay có thể quay xa nữa các bác nhỉ, thì mới thu hết một cặp loa này. Đấy, cặp loa này mà các bác sở hữu những căn phòng nhà vuông, nhà vườn ấy, dạng căn phòng, những căn phòng nó tầm khoảng 40-50 m² ấy, các bác cái bày một cặp loa này ở phòng khách thì cực kỳ đẳng cấp luôn. Không cần phải loa gì cả. Đánh một cặp này em bao phê các bác luôn, tiếng cực kỳ hay. Đó, mọi chi tiết các bác có nhu cầu muốn sở hữu cặp loa này thì liên hệ với em số điện thoại 077226096 hoặc 0368724218. Em mới gửi hình ảnh chi tiết cho các bác. Đây em thả nhấc qua cái căng này nha, một cái căng này nhá. Căng của nó rất là gấu luôn, cái căng của nó to như cái cánh cửa ấy luôn các bác. Rất đẹp này. Đấy, phía bên trong nó có một cái lớp nỉ chắn bụi này, rất dày nhá, bảo vệ cho loa. Đây các bác nhìn, hai bát 40 nhá. Gân của nó là gân vải lụa nhưng là gân tròn này. Đấy, tiếng của nó cực kỳ hay luôn. Nó hay hơn và đánh nó, tiếng của nó lực và nó dày tiếng hơn là dòng gân nhọn nhá. Đấy, các bác nhìn cái màng bát của nó này, rất là sâu, nón này, rất đẹp luôn. Hai bát 40 từ neo các bác nhá, hai lỗ thoát hơi này. Và đây là một tép kèn titan trên một thùng, thùng vách cực kỳ đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn này, thùng của nó này quá đẹp luôn, không có gọi là bể lở gì này. Thùng vách của nó rất là mới, rất là đẹp nhá. Đấy, thùng cực kỳ đẹp. Và đây là thông số của cặp loa này, em quay cho các bác này. Logo B3 khắc chìm ở bên sườn này. Đây, các cái đường này là bên nước ngoài người ta kẹp để người ta lắp như kiểu ấy ạ, loa array ấy, loa array để người ta đánh ngoài vũ trường ấy, ngoài vũ trường ấy, bên Tây. Đây, cặp loa này, riêng cặp này các bác tìm hiểu trên YouTube từ kênh lớn bé không có một cặp nào bán luôn. Rất là độc và lạ. Đây có nhìn nhá, cực kỳ chất này. Ký hiệu trên số series nó đều ký hiệu là B3MU215 hết này. Đó, số series tem QC pad này, B3MU mã là MU215 nhá. Công suất là 600W. Đấy, có nhìn lên 600W và đánh cái giải xuống rất là sâu, 45Hz và đến 16kHz, chở độ nhạy 98dB, trọng lượng là 48kg một quả này, chở cả 4 ôm và hai đường vào ra rất nhiều trích này, input output rất nhiều trích này. Đấy, có nhìn cặp loa của nó đẳng cấp không? Cực kỳ đẳng cấp luôn.
Em khẳng định với các bác là từ kênh lớn YouTube đến kênh nhỏ không có một cặp nào. Đấy, cặp này nếu mà cái cặp full đơn thì có rồi. Cặp full đơn từ neo mà model cũng như này nhá, full đơn thì có nhưng full đôi chưa có. Các bác lưu ý nhá, các bác có đánh hai cặp full đơn đắt tiền, gộp lại rất là đắt tiền nhưng mà không bao giờ hay bằng một cặp full đôi. Bởi vì full đôi của nó cộng hưởng âm thanh rất hay. Cũng là cái thùng loa như thế, bát loa như thế nha các bác, đánh vào loa kể cả súp kép như thế, đánh súp đơn không hay bằng súp kép. Đó là như vậy. Nên là thùng full đôi của nó, bao giờ loa full đôi của nó rất là hay. Đó. Mọi chi tiết các bác có nhu cầu muốn sở hữu cặp này thì liên hệ sớm em để sở hữu cặp này. Cặp này thì nó quá đẳng cấp luôn. Quá đẳng cấp, em khẳng định là quá đẳng cấp luôn. Tiếng hay, chơi hay, bài đẹp. MU215, bác nào muốn quan tâm đến nội thất thì kết nối Zalo với em số 0772260096. Em có gửi hình ảnh chi tiết về cặp loa này. Hai bát bên, hai bát này là bát neo nhá. Cái bát dưới là đảm đương cho bác là cái tiếng lực sâu. Đấy, bát trên là giải tầm bát cao. Đấy. Quá đẹp. Thùng vách zin xịn sò luôn. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video. Tiếng cực kỳ hay. Đó.